Nội dung của bài tập số 1 như sau. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó cộng với 32 được bao nhiêu đem chia cho 3 rồi nhân với 4 thì bằng 120. Các con nghe lại bài toán này. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó cộng với 32 được bao nhiêu đem chia cho 3 rồi nhân với 4 thì bằng 120. Với bài toán này thì cô trò chúng mình sử dụng cách tóm tắt phương pháp dùng lưu đồ chính là cách làm nhanh nhất và dễ hình dung ra nhất. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau phân tích. Tóm tắt bằng lưu đồ. Tìm một số. Đây là số cần tìm. Số đó làm gì? Đầu tiên số đó đem cộng với 32. Được kết quả là bao nhiêu thì lại đem tiếp chia cho 3. Sau khi chia cho 3 rồi, được kết quả là bao nhiêu, ta lại nhân tiếp với 4. Khi đó, ta được kết quả cuối cùng là 120. Như vậy với lưu đồ này, các con đã dễ dàng tìm được kết quả cuối cùng không? Và chúng mình sẽ tìm lần lượt từng bước một. Đầu tiên, cô sẽ tìm số trước khi nhân với 4 thì số đó có kết quả là bao nhiêu? Và trước khi nhân chia cho 3, số đó có kết quả và là bao nhiêu? Và số cần tìm chúng mình sẽ có kết quả là bao nhiêu? Cô sẽ cùng các con đi giải bài toán này từng bước một nhé. Đầu tiên cô sẽ tìm số trước khi nhân với 4. Vậy cô sẽ có số trước khi nhân với 4 là